Tin giáo xứ chánh tòa, Giáng sinh yêu thương, niềm vui lan tỏa. Không khí mừng Chúa Giáng sinh đang lan tỏa khắp nơi, không chỉ riêng các nhà thờ Công giáo mà trên khắp phố phường, người người hối hả chuẩn bị mừng đón lễ Chúa Giáng sinh. Những cây thông Noel thật lớn với đèn hoa lấp lánh, cùng những hang đá được trang hoàng thật đẹp, những khúc hát mừng Chúa Giáng sinh cũng được vang lên khắp nơi, và đặc biệt mỗi người Kitô hữu cũng dọn mình, chuẩn bị tâm hồn đón ngày Chúa đến. Hòa với niềm vui chung của nhân loại, giáo xứ chánh tòa Phú Cường đã tổ chức bữa cơm thân mật và trao tặng những phần quà yêu thương đến bà con giáo dân và cả bà con lương dân trong giáo xứ. Chương trình bắt đầu vào trưa thứ Bảy ngày 15 tháng 12 năm 2018 tại khuôn viên nhà thờ của giáo xứ, trong không khí ấm cúng, thân tình và chan hòa tình yêu thương. Che sở An Tôn Hà Văn Minh đã ân cần nắm tay từng cụ già, từng người khuyết tật như trao gửi tâm tình của người mục tử. Dẫu biết rằng những phần quà hôm nay được trao đi cũng chỉ là một chút chia sẻ với bà con, không mang nặng giá trị vật chất, nhưng gói trọn trong ấy là tình thân, cử chỉ yêu thương và san sẻ. Chúa đến trong nghèo khó, trong đau khổ để chia sẻ nỗi khổ của con người. Chúa hiện diện trong từng người nghèo khổ, yếu đau, để luôn nhắc nhở con người hãy yêu thương nhau, vì khi con người yêu thương nhau là yêu thương chính Thiên Chúa. Bữa cơm thân mật trưa nay tại giáo xứ chánh tòa Phú Cường thật đơn sơ, nhưng thật ấm áp, thật chen chứa thân tình. Tất cả lưu lại trong tâm hồn mỗi người về hình ảnh Chúa Giêsu đang hiện diện trong từng người anh chị em mình, và mỗi việc làm dù bé mọn mà con người dành cho nhau đều đẹp lòng Chúa. Sau bữa cơm, mọi người đón nhận quà Giáng sinh từ tay quý cha, vui vẻ trao những lời chúc Giáng sinh thật tốt đẹp và chia tay ra về trong bình an. Thank you.